Chào các bạn, 11 triệu đồng là cái số tiền không hề nhỏ, đặc biệt là cho một cái sản phẩm từ cái thương hiệu mà không xuất hiện nhiều thì như Việt Nam như là Huawei. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ ra 11 triệu để mua cái máy này thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là hài lòng với nó. Từ trước đến nay thì những cái dòng máy flagship rẻ nhất thị trường thì mình cũng thấy là khoảng 13 triệu. Nhưng mà cái việc mà xuất hiện một cái máy flagship 11 triệu đồng là cái việc mà mình chưa từng thấy ở thị trường chính hãng Việt Nam. Kể cả khi so với những máy xách tay thì Xiaomi Mi 5 thì có giá từ 9 triệu rưỡi, hay là OnePlus 3 thì giá là 10 triệu đồng. Đây là một cái giá rất hấp dẫn. Thì cái máy này sẽ có những cái gì và nó sẽ mang lại những lợi ích gì cho các bạn? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Mình đã từng sử dụng rất là nhiều những cái cao cấp từ đầu năm đến giờ, nhưng mà trong số tất cả những máy cao cấp đó thì cái Huawei P9 là cái máy mà làm cho mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất khi mà dùng, khi mà cầm nó lên về mặt thiết kế. Nếu như hồi đầu năm nay mình còn chê rất là nhiều cái thiết kế của cái Huawei Mate 8 bởi vì cái thiết kế nó hơi sắc và những phần hoàn thiện không cao, thì đối với cái máy Huawei P9 này thì Huawei họ đã thực hiện những cái thay đổi mang tính triệt để hơn. Như khi mà các bạn cầm lên nhìn từ xa thì các bạn sẽ thấy là nó có thiết kế hơi vuông thành sắc cạnh. Nhìn kỹ hơn thì các bạn sẽ thấy là cái mặt trước màn hình là một mặt phẳng, sau đó chúng ta sẽ có cái mặt cong bo của kính 2.5D. Tiếp đến chúng ta có cái phần đường chéo của cái đường đen mình kích. Sau đó chúng ta sẽ đến một cái bề mặt hơi cong ở cái cạnh bên để đây chúng ta dễ chịu hơn, và đến cái đường thẳng của đen mình kích, và cuối cùng là một cái bề mặt lưng nó cũng hơi cong. Những cái thiết kế này làm cho cái máy trở nên dễ chịu hơn khi mà cầm trên tay và rất là thoải mái, không hề cấn một chút nào hết. Cái vấn đề mà mình đã từng gặp trên Xiaomi Mi 5 hay là Samsung Galaxy S7S. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về màn hình của máy. Thì Huawei sử dụng màn hình 5.2 inch, độ phân giải là Full HD trên cái máy cao cấp nhất của họ. Nó có thể là một bất lợi đối với một số người, nhưng mà đối với một số người thì nó lại là ưu điểm. Cá nhân mình thì đối với màn hình 5.2 inch thì cái độ phân giải ở cao hơn Full HD là hiện tại là không cần thiết, chỉ trừ khi đối với những nội dung VR sau này. Sử dụng Full HD thì nó sẽ tiết kiệm năng lượng nhiều hơn so với màn hình 2K, và do đó thì cái thời gian sử dụng của máy nó sẽ lâu hơn một chút. Nói về chất lượng hiển thị thì cái màn hình ở trên cái Huawei P9 này có chất lượng hiển thị rất là cao. Cái màu sắc, cách mà Huawei họ hiển thị mình đều cảm thấy hài lòng. Tuy là chưa đạt đến mức có thể nói là đỉnh cao hiện tại như là LG G5, như là HTC 10 là hai cái điện thoại mình đánh giá cao nhất, nhưng mà cái chất lượng hiển thị của cái máy này vẫn rất là tốt, đặc biệt là khi mà các bạn nhìn vào cái những cái hình ảnh mà hiển thị màu đen. Ở trên cái máy này thì Huawei họ sử dụng cái tấm nền IPS Neo của GDI sản xuất. Thì cái tấm nền IPS Neo nó được tạo ra để khắc phục những cái nhược điểm về hiển thị màu đen. Đối với những màn hình AMOLED thì khi các bạn hiển thị màu đen, nó sẽ tắt toàn bộ những điểm ảnh đó và chúng ta không còn nhìn thấy bất cứ đèn nền nào hết. Nhưng mà đối với màn hình LCD thì điều đó vẫn còn. Còn cái công nghệ IPS Neo thì nó khắc phục được phần nào. Và các bạn có thể thấy rõ nhất là khi mà các bạn hiển thị một cái gì đó màu đen, những khu vực màu đen thì nó khá là tiệp màu với lại những cái viền xung quanh, mặc dù chúng ta vẫn thấy là có những cái sự khác biệt. Đối với cái màn hình này thì có một cái nhược điểm nữa, chính là những cái khung viền đen xung quanh. Thì cái khung viền đen xung quanh chính là cái cách mà Huawei họ lừa chúng ta, để cho cảm giác là cái viền màn hình của máy mỏng hơn. Và kết hợp với cái màn hình IPS Neo nó là một cái bước lừa thứ hai. Tuy nhiên thì nếu mà để ý kỹ thì các bạn vẫn thấy là phần viền màu đen nó làm cho cái màn hình nó hơi bị tách ra so với phần khung xung quanh, và nó không thật sự nổi lên. Có hai phiên bản Huawei P9 khác nhau, một phiên bản sử dụng 3GB RAM và 32GB nhớ trong, phiên bản còn lại sử dụng 4GB RAM và 64GB nhớ trong. Thì cái phiên bản 4GB RAM đó nó có giá chênh lệch khoảng 2 triệu so với lại cái phiên bản 3GB RAM ở thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy mà Huawei Việt Nam họ không mang cái máy 4GB RAM về, nên nó mới có giá khoảng 11 triệu thôi. Những đặc điểm khác của hai máy đều giống nhau, tức là đều sử dụng chip Kirin 955 là con chip mạnh mẽ nhất của Huawei. Thì Kirin 955 do hai silicon công ty con của Huawei tự sản xuất, và nó sử dụng 4 nhân Cortex A72 cộng với lại 4 nhân Cortex A53. Thử nghiệm thực tế cho thấy thì hầu hết những cái ứng dụng ở trên cái Kirin 955 đều hoạt động rất là nhanh. Các bạn chỉ việc chạm vào màn hình là nó đã chạy rồi, và gần như là không có một cái độ trễ nào hết. Đây là một cái điểm mà mình rất là thích, và đặc biệt là đối với những cái máy cao cấp thì nó gần như là một cái bắt buộc phải có. Đối với một số điện thoại khác, kể cả những cái phiên bản mà sử dụng Snapdragon nhìn rất tối ưu không tốt, thì chúng ta vẫn thấy những cái hiện tượng delay. Còn cái máy 955 hay là 950 trước kia mình sử dụng trên Huawei Mate 8 thì cái điều đó hoàn toàn không xảy ra. Tuy vậy thì cái nhược điểm của con chip này là nếu mà các bạn sử dụng sau một thời gian dài thì có thể là nó sẽ bị chậm đi, nó không còn cái phản ứng nhanh như ban đầu nữa sau khoảng 4 tháng. Thì Huawei có nói là đây là cái đặc điểm lỗi của Android, và họ đã tìm ra cái cách mà để khắc phục nó, và họ sẽ đưa ra cái bản cập nhật trong nửa cuối năm nay để làm cái điều này. Đó là về thực tế. Còn khi mà các bạn so sánh điểm benchmark giữa những cái máy Android với nhau thì cái Huawei Mate 8 có điểm hiệu năng toàn hệ thống khá là ổn định, mặc dù là cái việc mà sử dụng 3GB RAM đối với phiên bản ở Việt Nam nó làm giảm đi so với những cái máy khác. Đối với một số trường hợp, ví dụ như điểm Geekbench, điểm AnTuTu thì máy hơi thua kém so với những máy khác. Cái hệ thống toàn hệ thống như là 3D Max thì máy lại mạnh hơn những cái máy 810 và yếu hơn một chút so với những cái máy 820. Thì mình có đưa ra một số những kết quả benchmark của cái máy này trong bài viết để các bạn có thể so với cái điểm benchmark trên cái máy của các bạn đang sử dụng.
Huawei P9 sử dụng cùng hai camera, trong đó cả hai cảm biến đều do Sony sản xuất, có độ phân giải là 12.1, một cảm biến là cảm biến nền màu và một cảm biến là trắng đen. Khi mà các bạn kích hoạt đối chụp hình trên cái máy này thì nó sẽ có hẳn cả hai camera cùng một lúc. Trong đó thì camera trắng đen thì nó sẽ lưu lại những hình ảnh liên quan đến ánh sáng, độ tương phản, bởi vì bản chất của cảm biến không có bộ lọc màu, nó sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn. Đối với cái trường hợp này là 200% và độ tương phản sẽ cao hơn khoảng 50%. Sau đó thì Huawei họ sẽ dùng thuật toán, họ lấy thông tin màu từ cảm biến mà màu kết hợp với lại thông tin từ cảm biến trắng đen để cho chúng ta những cái bức ảnh chất lượng tốt hơn. Đối với cách xử lý hai camera như vậy thì một số hình ảnh từ cái camera P9 chụp ra rất là vi diệu, nhưng mà một số hình ảnh lại trở nên rất là bình thường. Đó là khi mà cái phần mềm, cái thuật toán nó xử lý không được tốt. Có một cái điểm nữa mình không thích ở trên cái camera của P9 chính là cái khả năng quay phim chỉ được Full HD 60 khung hình một giây thôi. Bên cạnh đó thì chống rung quang học cũng là một cái điểm mà hơi khó chấp nhận ở thời điểm này. Dù vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì toàn bộ cái bề mặt camera của máy là một cái mặt phẳng, nó không hề lồi lên. Đây là cái điểm mình rất là thích và cầm vô nhìn rất là đẹp. Đó là một vài nhược điểm của cái máy này. Nhưng mà ưu điểm đến từ ít nhất là hai cái các bạn có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên chính là giao diện. Mình dùng rất là nhiều giao diện camera khác nhau, nhưng mà đây là cái giao diện camera mà mình thích nhất. Chúng ta chỉ việc vuốt ngang từ bên này qua để mở ra những cái thiết lập, hay là chúng ta vuốt từ bên này qua để chỉnh những cái chế độ, chỉ việc chọn thôi là xong. Ở màn hình chính thì cái khu vực trên này cho phép bạn chỉnh những cái chế độ, ví dụ như là chế độ lấy nét, nó sẽ giả lập những cái ống kính có khẩu độ cao để chúng ta có hình ảnh mờ hơn, hay là chúng ta vuốt từ dưới lên để mở ra chế độ Pro cho phép thay ISO, cho phép tăng giảm tốc độ, hay là tăng giảm EV, tăng giảm quay ba lăng, thì rất là nhanh, nó đều nằm ở đây và nó sẽ lưu lại khi mà chúng ta thoát ra ngoài mà chúng ta quay lại. Thì giao diện là một cái điểm rất là tuyệt vời ở trên cái máy Huawei P9 này. Ngoài ra cái tính năng mà mình thích nữa tiếp theo chính là cái tính năng chụp ảnh monochrome. Thì bởi vì sử dụng cái cảm biến monochrome để chụp ảnh trắng đen nên nó có rất là nhiều thông tin và nó sẽ sáng hơn, có độ tương phản cao hơn và hình ảnh chất lượng cao hơn rất là nhiều chi tiết so với những cái máy mà sử dụng cảm biến màu thông thường và convert thành ảnh trắng đen. Thì đây là một cái điểm mà cực kỳ có ưu thế đối với bạn nào mà thích những cái thể loại ảnh hơi cổ điển một chút. Huawei P9 sử dụng cái pin dung lượng 3000 mAh ở trên cái máy này, thì dung lượng đó cũng khá là ok chứ không quá cao đối với cái máy màn hình 5.2 inch. Thử nghiệm thực tế thì mình có thể sử dụng máy được khoảng một ngày không phải sạc, nhưng mà trong một số ngày mà mình xài nhiều thì mình mới phải sạc lại, thì có cảm giác là cái máy này sẽ hơi tốn pin hơn con HTC 10 một xíu, nhưng mà mình sẽ phải thử kỹ hơn để có kết luận cuối cùng. Có một cái điểm nữa mình không thích ở trên cái P9 là khi mà các bạn mua, các bạn chỉ được tặng sạc 5V 2A, tức là sạc tốc độ cao bình thường thôi, trong khi máy hỗ trợ sạc nhanh, công nghệ sạc tiêu chuẩn của Huawei. Vì vậy nên các bạn sẽ hơi khó để kiếm sạc nhanh. Chương trình quản lý toàn bộ hệ thống thì nó có cho phép chúng ta quản lý pin. Thì cái này mình thích nhất là tính năng mà nó kích hoạt cái độ phân giải xuống còn 720p thôi, để nó tiết kiệm pin hơn. Và tất nhiên chúng ta vẫn có những chế độ kiểu như chế độ siêu tiết kiệm pin. Hiển thị toàn bộ chỉ còn hình trắng đen thôi. Về mặt giao diện thì Huawei vẫn sử dụng cái giao diện EMU giống như là những cái máy cũ của họ, nhưng mà họ đã cải tiến khá là nhiều. Giao diện của cái máy này cũng gần như cái kiểu mà bỏ Android, là cái kiểu mà rất là nhiều rất đang sử dụng hiện tại. Nếu mà bạn nào chưa sử dụng EMU thì các bạn sẽ khá là thích với những cái việc mà nó thay đổi hình nền liên tục mỗi lần mà chúng ta mở máy lên như vậy, hay là những cái tối ưu cho việc sử dụng một tay, chúng ta vuốt từ bên này qua, hay là thay đổi những cái phím bấm này, hay thậm chí là sử dụng những cái nút bấm này thay vì chúng ta phải với xuống dưới này để chúng ta có thể điều khiển bằng một tay. Còn đối với cái thanh notification thì Huawei họ cũng thực hiện một thay đổi, ví dụ như các bạn vuốt từ trên xuống ở góc bên này thì nó sẽ hiện ra những phần shortcut, hay là các bạn vuốt từ bên này thì nó sẽ ra những cái thanh notification, những cái thông tin mà cần hiển thị, các bạn vuốt ngang để tắt. Mình cực kỳ thích cái notification của cái máy này luôn, rất là đẹp và chứa rất là nhiều thông tin. Đối với những bạn nữ thì cái máy này cũng có một số tính năng, ví dụ như là các bạn thay thêm thì có rất là nhiều những cái thêm đẹp. Huawei P9 không phải là cái máy mà đứng nhất về mọi thứ, màn hình không đẹp nhất, CPU không mạnh nhất, hay là camera cũng không phải là xuất sắc nhất. Nếu mà tổng hòa tất cả những yếu tố đó lại cộng với lại những cái thay đổi trong phần mềm mà Huawei mang lại, thì cá nhân mình nghĩ là các bạn sẽ rất là hài lòng với cái máy này, và chúng ta có lẽ là sẽ không phải hối tiếc nếu mà chúng ta mua nó, trừ cái việc mà có thể là giá trị bán lại nó sẽ hơi thấp hơn những cái điện thoại mà đang phổ biến thị trường hiện nay. Rồi, xin cảm ơn các bạn.